Rồi, xin chào các bạn. Thì hiện tại mình đang ở ngành Asset Audio. Thì trong cái video này mình sẽ giới thiệu cho bạn một số những cái dòng gaming gear mà hiện tại shop đang giảm giá xuống chỉ còn là dưới 2 triệu. Thì mình thấy là cái dưới mức giá 2 triệu này thì nó rất là dễ thở để mà bạn thể tiếp cận được ha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ trưng bày ra một số những món hàng ở đây và tất cả đều là giá giảm rồi. Đầu tiên đó chính là chiếc tai nghe đến từ thương hiệu Kingston, dòng tai nghe HyperX Cloud X Revolver, tên khá là dài. Và cái chiếc tai nghe này là một trong những cái tai nghe rất là hot hiện nay. Nó có thiết kế rất là to, nó làm hố, chiếc âm cũng rất tuyệt vời. Ngoài ra này nó cũng có một cái vẻ ngoài, nó có những cái họa tiết dựa theo ý tưởng của dòng game Gears of War, cũng như là nó có hỗ trợ cái nền tảng là Xbox One của Windows. Và cái tai nghe này hiện tại đang bán với giá là 2 triệu đúng luôn. Rồi, tiếp theo đó là hai cái tai nghe đến từ thương hiệu SteelSeries. Và đây là hai cái tai nghe mà nó là huyền thoại của hãng luôn ha. Đầu tiên là chiếc tai nghe tên là Rebel Excellent, là SteelSeries Zebra 350. Thì cái tai nghe này là nó có thiết kế rất là lớn nè, nó có dạng tròn, nó rất là to. Và ở ngoài thì nó sẽ có đèn RGB 16.8 triệu màu, nó đỏ đèn liên tục luôn, rất màu mè, rất là đẹp. Ngoài ra thì tai nghe này nó cũng có hỗ trợ nền tảng Windows nè, Mac và PS4. Trong khi với phiên bản thấp hơn là dòng Siberia 200 thì nó sẽ được bỏ đi cái đèn RGB cũng như là nó không có hỗ trợ cái nền tảng PS4. Và cả hai cái tai nghe này mình thấy là nó nghiêng về âm kép nhiều hơn, cho nên là nó chỉ phục vụ tốt những bạn nào mà chơi game. Còn những ai mà cái tai nghe này mà cái nhạc thì nó cũng chưa thực sự là ngon lắm. Ok, và cái tai nghe này giá của nó là 1.360.000, rẻ hơn ha. Tiếp theo đó là một cái tai nghe đến từ thương hiệu Razer. Thì các bạn biết là cái dòng thương hiệu Razer là thương hiệu rất là nổi tiếng ở Việt Nam, nó có rất nhiều những dòng gaming gear rất là hot. Thì đây là chiếc tai nghe Kraken 7.1 Chroma, giá bán hiện tại của nó được giảm xuống là còn 1.3 triệu. Thì cái tai nghe này nó bật nhờ vào thiết kế to lớn nè, nó có build kim loại cũng như là nó có đèn RGB 16.8 triệu màu. Và đặc biệt hơn là cái tai nghe này thì nó có công nghệ là chỉ lọc âm thanh vòm 7.1, cho nên tai nghe rất là sướng. Và cái tai nghe này thì nó ngược lại với cái tai nghe của SteelSeries, tức là âm bass nhiều hơn, do đó là nó sẽ phục vụ tốt những bài nào mà nghe nhạc mà AMD á, nghe nó bùm bùm nó rất là sướng đó. À rồi, sau nói chung là nhạc sàn gì đó đó, mình có thể mình nói nó hơi ngược xíu. Rồi, xong. Và cuối cùng đó là chiếc con chuột là SteelSeries Rival 300, một con chuột màu trắng ngọc trinh rất là đẹp ha, thiết kế rất là ôm tay. Và con chuột này nó vẫn có đèn RGB luôn ở phía phần con lăng, và nó có mắt độc là cho mức ria là 6.500 và tuổi thọ là 30 triệu đồng nhấn. Xong, và giá bán của nó là 940. Rồi, như vậy là mình đã chia sẻ xong các bạn một số những cái mặt hàng gaming gear rất là hấp dẫn hiện tại shop đang giảm giá. Tất nhiên thì những mặt hàng này thì cửa hàng Asset Audio đều có hàng demo để cho các bạn có thể trải nghiệm thử, cũng như là những mặt hàng này thì mỗi cái tai nghe nó sẽ có những cái chất lượng khác nhau, thì bạn có thể đến shop để mà trải nghiệm thử ha. Rồi xong, thì bạn nào có ý kiến gì về cái video này thì bạn hãy comment dưới ha. Chào các bạn.